Vertu, thương hiệu điện thoại xa xỉ nổi tiếng đến từ Anh Quốc, luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với những sản phẩm được chế tác thủ công tinh xảo. Một trong những kiệt tác nổi bật của Vertu chính là Vertu Astovi Gold Aligato. Chiếc điện thoại này nổi bật với thiết kế cánh chim đặc trưng trên mặt sau, kết hợp giữa chất liệu hiện đại và phong cách cổ điển. Bề ngoài máy được bao phủ bởi lớp vàng nguyên khối AU 750 và lớp da cá cao cấp, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa bền bỉ, thể hiện đẳng cấp và sự chịu chơi của Vertu. Thiết bị này được trang bị màn hình AMOLED 4.9 inch, độ phân giải Full HD, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét. Camera 92 megapixel và camera trước 20 megapixel với khẩu độ f2.2, sử dụng chip Snapdragon 660, bộ nhớ trong 128GB và RAM 6GB. Vertu Astovi xử lý mọi tác vụ từ cơ bản đến nâng cao một cách mượt mà. Hệ điều hành Android 8.1 đảm bảo sự tương thích và đa nhiệm tối ưu. Hệ thống loa âm thanh nổi với giải mã âm thanh gồm Dolby Digital Plus, tính bảo mật gần như hoàn hảo, đảm bảo an toàn cho mọi dữ liệu của người dùng. Pin dung lượng 3200 mAh, hỗ trợ sạc không dây Qi và USB Type-C cùng các kết nối hiện đại như NFC, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 với hai phiên bản màu da cá khác nhau là màu hồng tím và màu đen, giúp quý khách có thể dễ dàng chọn lựa theo màu sắc của riêng mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.